Thế Tôn khen Thiện Hiện: lành thay, lành thay, ông khéo khuyên bảo các Bồ Tát. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: con đã biết ơn sao lại không trả ơn? Nghĩa là Phật và các đệ tử quá khứ đã dạy cho các Bồ Tát nhiều loại pháp yếu, muốn làm phương tiện để đi vào Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bấy giờ Như Lai cũng học trong pháp đó, nay chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển vận bánh xe diệu pháp làm lợi ích cho chúng con, cho nên nay con y theo lời Phật dạy, bảo vệ hộ niệm các Bồ Tát này, làm cho mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển vận bánh xe diệu pháp làm lợi ích an vui cho tất cả. Chính đó là đáp đền ơn đức kia. Khi ấy, Thiện Hiện bảo với Đế Thích: chư thiên các ông nên lắng nghe, ta sẽ nói về tướng đáng trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa của các chúng Bồ Tát cho các ông. Tiểu Thi Ca: các chúng Bồ Tát bằng đại thệ trang nghiêm hướng thẳng đến đại thừa, thì nên dùng tướng không để an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên trụ sắc, cũng không nên trụ thọ tưởng hành thức, không nên trụ quả dự lưu, cũng không nên trụ quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Đề, cũng không nên trụ đây là sắc, cũng không nên trụ đây là thọ tưởng hành thức, không nên trụ đây là quả dự lưu, cũng không nên trụ đây là quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Đề. Không nên trụ sắc thọ tưởng hành thức, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc khổ hoặc vui, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, không hoặc bất không. Không nên trụ quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, đều là sự hiển bày vô vi, là phước điển chân thật, đáng thọ nhận cúng dường. Không nên trụ quả dự lưu, còn trở lại 7 lần cuối cùng chắc chắn sẽ nhập Niết Bàn. Không nên trụ quả Nhất Lai, chưa đạt đến Niết Bàn còn trở lại cõi này một lần nữa, chắc chắn dứt sạch các khổ. Không nên trụ quả Bất Hoàn qua diệt độ, ở cõi kia không còn trở lại nữa. Không nên trụ quả A-La-Hán, ngay đời này chắc chắn nhập vô dư Niết Bàn. Không nên trụ quả Độc Giác, vượt địa vị Thanh Văn, không đến địa vị Phật mà bát Niết Bàn. Không nên trụ địa vị Phật hiển bày vô vi, là ruộng phước điền chân thật, đáng thọ nhận sự cúng dường, vượt qua các địa vị Thanh Văn, Độc Giác vân vân, làm lợi ích an vui cho vô lượng vô số hữu tình, làm cho nhập vào cảnh giới vô dư Niết Bàn. Giả sử tất cả cảnh giới hữu tình không còn nữa, đều vào cảnh giới vô dư Bát Niết Bàn. Khi ấy Xá Lợi Tử nghĩ, nếu như vậy thì Bồ Tát sẽ trụ ở đâu? Thiện Hiện biết ý nghĩ trong tâm Xá Lợi Tử liền bảo: ý Tôn giả thế nào, tâm Như Lai trụ ở chỗ nào? Xá Lợi Tử thưa Thiện Hiện: tâm Như Lai là hoàn toàn không chỗ trụ, vì không trụ nên gọi là Như Lai, nghĩa là không trụ cảnh giới hữu vi, cũng không trụ cảnh giới vô vi, cũng không phải không trụ. Thiện Hiện thưa: Bồ Tát cũng vậy, như các đức Như Lai đối với tất cả pháp tâm không trụ cũng không phải không trụ, nghĩa là các Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dùng vô sở đắc để làm phương tiện nên trụ như vậy, nên học như vậy. Khi ấy trong chúng có các thiên tử thầm nghĩ, tất cả câu chú của các dược xoa với vô số sai khác, mặc dù là bí mật nhưng mà chúng ta còn biết rõ. Còn Đại Đức Thiện Hiện đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tuy dùng vô số lời lẽ để chỉ rõ, nhưng chúng ta hoàn toàn chẳng hiểu được gì cả. Biết được ý nghĩ của chư thiên, cụ thọ Thiện Hiện bảo với họ: trong đây tôi không giảng thuyết chỉ dạy, các ông cũng chẳng nghe, vậy lấy gì để hiểu? Khi ấy các thiên tử lại nghĩ, trong nghĩa này Tôn giả Thiện Hiện muốn làm cho dễ hiểu, nhưng lại càng sâu sắc vi tế, khó có thể đo lường. Biết được ý nghĩ của thiên tử kia, cụ thọ Thiện Hiện bảo thiên tử: có những người muốn chứng, muốn trụ quả vị dự lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A-La-Hán, bậc độc giác Bồ Đề và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, thì cần phải nương vào nhẫn này mới có thể chứng, mới có thể trụ được. Các thiên tử lại nghĩ, Đại Đức Thiện Hiện hôm nay muốn vì những hữu tình nào và tuyên thuyết những pháp gì? Biết được ý nghĩ của các thiên tử, cụ thọ Thiện Hiện bảo với họ: tôi nay muốn vì hữu tình như huyễn, thuyết pháp như huyễn, người kia đối với sự giảng thuyết không nghe, không hiểu, không chứng vậy. Các thiên tử lại nghĩ, là người nghe pháp và pháp như huyễn, hay là hữu tình và quả dự lưu vân vân khác cũng đều như huyễn cả. Biết được ý nghĩ của thiên tử nên Thiện Hiện bảo với họ: các loài hữu tình khác, hoặc quả dự lưu, quả Nhất Lai, hoặc quả Bất Hoàn A La Hán Bồ Đề của bậc độc giác, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng đều như huyễn cả. Khi ấy chư thiên hỏi Thiện Hiện:
Chẳng lẽ sự chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của các đức Như Lai cũng đều như viễn sao? Thiện Hiện đáp, đúng như vậy, cho đến Niết Bàn cũng như viễn. Các thiên tử hỏi Thiện Hiện, lẽ nào Niết Bàn cũng như viễn? Thiện Hiện bảo, giả sử có pháp cao hơn Niết Bàn chăng nữa thì pháp ấy cũng là như huyễn, huống là Niết Bàn. Vì sao? Này các thiên tử, vì huyễn cùng hữu tình và tất cả pháp cho đến Niết Bàn không hai không riêng đều bất khả đắc, bất khả thuyết vậy. Khi ấy Xá Lợi Tử cùng Chấp Đại Tạng, Mãn Tử Tử, Đại Ẩm Quang vân vân hỏi Khánh Hỷ, sự thuyết về Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như vậy, ai là người có thể tiên nhận? Khánh Hỷ thưa, có các chúng Bồ Tát bất thối truyền đối với sự thuyết Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa này có thể tin nhận, lại có vô lượng hữu tình đầy đủ chánh kiến và các A-La-Hán nguyện viên mãn đối với Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, thuyết này cũng có thể tin nhận. Khi ấy Thiện Hiện thưa, Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa được thuyết như vậy không ai có thể tin nhận được là vì sao? Vì trong đây không có pháp để có thể hiển bày, không có pháp để có thể chỉ dạy nên người tin nhận cũng bất khả đắc. Khi ấy Trời Đế Thích Nghĩ, tôn giả Thiện Hiện dưới trận mưa pháp lớn, ta nên hóa làm hương hoa vi diệu để dâng lên cúng dường. Nghĩ như vậy, ngay khi ấy liền hóa làm hương hoa vi diệu dâng lên Thiện Hiện. Khi ấy Thiện Hiện nghĩ, này hoa dâng này là chỗ chư thiên chưa từng thấy, hoa nhiệm màu này nhất định chẳng phải do đất nước cỏ cây sinh ra được, mà chính là từ nơi tâm của chư thiên hóa ra. Biết tâm niệm của Thiện Hiện, Trời Đế Thích thưa với Thiện Hiện, hoa dâng này thật chẳng phải do đất nước cỏ cây sanh ra, cũng chẳng phải từ tâm chư thiên hóa ra, vì hoa dâng này không có tánh sanh vậy. Cụ thọ Thiện Hiện bảo Trời Đế Thích, hoa này không sanh thì không có tánh hoa. Khi ấy Trời Đế Thích nghĩ, tôn giả Thiện Hiện trí tuệ rộng sâu, chẳng phá giả danh mà nói nghĩa thật. Nghĩ như vậy xong bạch Thiện Hiện, đúng như vậy, như lời tôn giả dạy. Các chúng Bồ Tát đối với các pháp nên theo sự thuyết giảng của tôn giả mà học. Thiện Hiện bảo Trời Đế Thích, đúng như vậy, như lời ông nói. Các chúng Bồ Tát đối với các pháp đều nên theo sự thuyết giảng của tôi mà học. Kiểu Thi Ca, các chúng Bồ Tát theo lời tôi thuyết khi học Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa như vậy, không học theo quả dự lưu, không học theo quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán, không học theo Bồ Đề của bậc độc giác. Nếu không học theo các bậc này thì chính là học trí nhất thiết trí của chư Phật. Nếu học trí nhất thiết trí của chư Phật thì chính là học vô lượng vô biên Phật Pháp. Nếu học vô lượng vô biên Phật Pháp thì chính là không học sắc thọ tưởng hành thức có tăng giảm. Nếu không học sắc thọ tưởng hành thức có tăng giảm thì không học sắc thọ tưởng hành thức có thủ có xả. Nếu không học sắc thọ tưởng hành thức có thủ có xả thì không học tất cả pháp có thể giữ gìn và có thể hoại diệt. Nếu không học tất cả pháp có thể giữ gìn có thể hoại diệt thì chẳng học trí nhất thiết trí có thể giữ gìn và có thể hoại diệt. Các chúng Bồ Tát khi học như vậy gọi đó là chân thật học trí nhất thiết trí, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, nếu các Bồ Tát không học trí nhất thiết trí thì có thể giữ gìn và có thể hoại diệt. Các Bồ Tát này khi học như vậy gọi là chân thật học trí nhất thiết trí, mau có thể chứng đắc trí nhất thiết trí phải không? Thiện Hiện đáp, đúng như vậy, vì lấy vô sở đắc làm phương tiện. Trời Đế Thích hỏi Xá Lợi Tử, Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, nên cầu ở đâu? Xá Lợi Tử thưa, Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, nên cầu trong lời dạy của Ngài Thiện Hiện. Trời Đế Thích hỏi Thiện Hiện, nhờ thần lực của ai hộ trì mà Xá Lợi Tử nói được như thế? Thiện Hiện thưa, nhờ thần lực của Như Lai hộ trì nên khiến Xá Lợi Tử nói được như vậy. Trời Đế Thích hỏi, lại thần lực của ai hộ trì mà tôn giả có thể thuyết Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa? Thiện Hiện đáp, nhờ thần lực của Như Lai hộ trì nên khiến tôi có thể thuyết Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa. Kiều Thi Ca, ông hỏi Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa nên cầu ở đâu? Kiều Thi Ca, Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa không nên ngay nơi sắc cầu, không nên lìa sắc cầu, không nên ngay nơi thọ tưởng hành thức cầu, không nên lìa thọ tưởng hành thức cầu. Vì sao? Vì sắc chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật đa, cũng chẳng phải lìa sắc riêng có Bát Nhã Ba La Mật đa. Thọ tưởng hành thức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật đa, cũng chẳng phải lìa thọ tưởng hành thức riêng có Bát Nhã Ba La Mật đa. Trời Đế Thích bạch Thiện Hiện,
Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là Đại Ba La Mật Đa, là Vô Lượng Ba La Mật Đa, là Vô Biên Ba La Mật Đa. Thiện Hiện đáp: Đúng như vậy, đúng như vậy. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì sắc vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Vì thọ tưởng hành thức vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Lại nữa, Kiều Thi Ca, sở duyên vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Kiều Thi Ca, thế nào là sở duyên vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên? Nghĩa là biên giới trước, giữa, sau của tất cả pháp đều bất khả đắc, nên nó là vô biên, pháp vô biên nên sở duyên vô biên, do vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa này cũng nói là vô biên. Lại nữa, Kiều Thi Ca, tất cả pháp vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Kiều Thi Ca, thế nào là tất cả pháp vô biên nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên? Nghĩa là biên giới của tất cả pháp không thể đạt. Vì sao? Vì biên giới trước, giữa, sau của sắc cho đến thức đều không thể đạt. Do đó, biên giới trước giữa sau của Bát Nhã Ba La Mật Đa này cũng không thể đạt, nên nói vô biên. Lại nữa, Kiều Thi Ca, hữu tình vô biên, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Kiều Thi Ca, thế nào là hữu tình vô biên, nên phải biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên? Kiều Thi Ca, chẳng phải số lượng loại hữu tình quá nhiều, không thể tính đếm được, mà nói là vô biên. Trời Đế Thích Thưa, vậy thì vì nghĩa gì nên nói như vậy? Thiện Hiện bảo: Nay tôi hỏi ông, tùy ý ông trả lời. Ý ông thế nào, nói hữu tình là khái niệm về pháp nào? Trời Đế Thích Thưa: Nói hữu tình là chẳng khái niệm về pháp nào cả, chỉ thuộc tên bên ngoài giả đặt, không thuộc về tên đúng sự thật, không thuộc về cái tên do quan hệ. Thiện Hiện bảo Trời Đế Thích: Ý ông thế nào, trong đây có hữu tình chân thật để có thể chỉ rõ chăng? Trời Đế Thích thưa: Thưa không, bạch đại đức. Thiện Hiện bảo: Vì hữu tình không thật để có thể chỉ rõ được nên nói là vô biên. Kiều Thi Ca: Ý ông thế nào, giả sử Như Lai ứng chánh đẳng giác, trải qua số kiếp nhiều như cát sông Hằng, dùng vô biên âm thanh để nói vô lượng danh tự của loài hữu tình, trong đây có còn hữu tình chân thật có sanh có diệt không? Trời Đế Thích thưa: Thưa không, bạch đại đức. Vì sao? Vì các hữu tình bản tánh thanh tịnh vậy. Thiện Hiện bảo: Do đó nên nói hữu tình vô biên, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên, vì vô tánh và sâu xa đều vô biên vậy. Hết quyển thứ 556.